trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, rất là hân hạnh lại một lần nữa trở lại với đài VNTV, chương trình Sức khỏe và đời sống, và trở lại với cô Vân Anh. Vâng, thưa quý vị, và trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay thì lúc nào chúng ta cũng cần nhắc lại xem bác sĩ Hồ Ngọc Minh là ai. Thưa quý vị, bác sĩ Hồ Ngọc Minh là bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa nội tiết và hiếm muộn rất là lâu năm tại miền Nam California. Bác sĩ có hai phòng mạch, một phòng mạch tại vùng Orange County và San Diego, và bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ sản phụ khoa rất là quen thuộc và xinh đẹp và khả ái của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Vâng, rất là cảm ơn cô Vân Anh. Lúc nào cũng có lời giới thiệu, riêng không những riêng về cá nhân tôi mà cho người đẹp của tôi nữa. Thưa bác sĩ Minh, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Vân Anh chuyển một số yêu cầu của quý vị khán thính giả về một cái đề tài mà liên quan đến chị em bạn gái của chúng ta. Thưa bác sĩ Minh và quý vị, đối với một người phụ nữ thì trong cái cuộc đời nó có, đối Vân Anh cảm thấy rằng nó có hai cái biến cố. Cái biến cố thứ nhất là khi mà chúng ta đi, ngày đầu tiên chúng ta có kinh nguyệt, và cái thứ hai là chúng ta bắt đầu bước vào cái thời kỳ mãn kinh. Và theo như là y khoa cho biết là khi mà người phụ nữ chúng ta bước vào thời kỳ mãn kinh thì sẽ có rất là nhiều bệnh tật và sức khỏe đi xuống rất là nhanh. Có phải như vậy không, thưa bác sĩ Minh? Thật sự ra thì không hoàn toàn đúng hẳn, nhưng mà mình muốn nói là sức khỏe sau cái khi mà chúng ta, người phụ nữ mà thiếu tới cái thời kỳ mà mãn kinh rồi đó, thì cái gọi là cái kích thích tố nữ gọi là hormone estrogen nó giảm xuống rất là thấp, thì cái đó nó làm cho cái cơ thể chúng ta nó qua những cái biến chuyển. Những cái biến chuyển đó nó có thể là làm ảnh hưởng tới sức khỏe gọi là cơ bản của chúng ta. Thành ra cái chuyện là chúng ta cần phải chuẩn bị và đối phó như thế nào trong trường hợp mà chúng ta bước vào cái thời kỳ nghỉ kinh. Vì cái hồi trước thì chúng ta có thể dùng những cái thuốc hormone này nọ, nhưng mà gần đây những nghiên cứu cho thấy cái đó nó có hại hơn là có lợi. Thế thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Và thưa bác sĩ, không những là cái sức khỏe mình đi xuống mà nhiều khi cái tinh thần nữa, không phải bác sĩ? Dạ đúng. Dạ. Bây giờ để mình nói là lý do tại sao nó liên hệ tới cái chuyện estrogen. Ok. Dạ. Tức là cái hormone của phái nữ. Trước hết bác sĩ có thể nhắc lại estrogen là cái gì không, bác sĩ? Nói như thế này, khi mà bây giờ mình trở lại hồi nãy mình nói chuyện người con gái. Dạ. Khi mà bé gái mà vào khoảng 10 tuổi thì cái lúc đó trong cái bộ não mình bắt đầu nó giống như là cái đồng hồ báo thức vậy, tức là nó bật đèn xanh thì lúc đó tất cái gọi là những cái hormone bắt đầu nó tăng, những cái biến chuyển như hormone nó tăng thì nó làm cho cái buồng trứng mình có nó hoạt động. Buồng trứng mình hoạt động tức là nó kích thích cho những cái trứng đầu tiên nó phát triển và nó nở ra. Thì cái hormone estrogen từ đâu ra? Nó sản xuất ở trong những cái trứng đó, tức là hay là ở trong buồng trứng, nhưng mà nó từ trong những cái trứng, những tế bào xung quanh cái trứng đó. Khi cái trứng nó lớn á thì nó có những cái tế bào gọi là cái granulosa cell, tức là những bệnh tế bào gọi là nuôi cái trứng nó lớn theo, và cái hormone estrogen nó được sản xuất ra từ những cái tế bào mà nuôi cái trứng đó nha. Khi cái trứng nó lớn thì tế bào nó lớn theo nó, như vậy nó sản xuất ra estrogen. Thì cái lượng estrogen nó tăng dần tới lúc mà cái đỉnh cao của cái người con gái đó, lúc mà có kinh lần đầu tiên, tức là cái trứng đầu tiên nó rụng xuống. Khi trứng đầu tiên mà nó lớn đủ để rụng xuống thì nó tạo ra chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Đó là lúc mà cái lượng estrogen nó cao nhất. Rồi cái lượng estrogen sau đó thì nó sẽ lên xuống hàng tháng tùy theo cái chu kỳ kinh nguyệt của mình, tức là vào cái thời kỳ rụng trứng của mình. Rồi. Thế một lần nữa nó sẽ tăng rất là cao, đó là cái thời điểm mà người đàn bà có thai lần đầu tiên. Thì cái lượng estrogen nó cũng sẽ tăng rất là cao. Khi nó tăng như vậy á, cái lượng estrogen nó làm ra những chuyện gì? Tức là nó sẽ thay đổi cái gọi là cái cấu trúc cơ thể của người đàn bà, để người đàn bà giống người đàn bà, tức là ngực nở nang này nọ, đều đặn này nọ, tức là cái lượng estrogen nó làm cho cái cơ thể người đàn bà, thứ nhất là về cái cơ thể lúc, tức là đầy đặn để giống người đàn bà, đúng không? Dạ. Nhưng mà không những như vậy thì bây giờ đó là cái mặt ngoài, mặt trong của cái cơ thể của mình, estrogen nó làm những cái gì? Tức là mình mới nói, tức là nó có thể ảnh hưởng tới cái tâm thần của người đàn bà, tức là cái bộ não á, nó cũng cần những estrogen để cho nó có thể hoạt động được bình thường.
mình nói về về không đi sâu về chi tiết, nhưng mà mình nói là nó sẽ ảnh hưởng tới những cái chuyện mà tâm thần của người phụ nữ. Rồi cái chuyện kế tiếp nữa là cái estrogen nó làm gì? Nó làm cho cái xương cốt mình nó được mạnh. Nếu mình thiếu estrogen, cái xương mình nó không có thu nhập được cái chất vôi calcium thì nó sẽ bị yếu đi. Đấy. Cái estrogen nó cũng làm cho cái bắp thịt mình nó khỏe mạnh thêm. Nó làm cho da mình nó tươi mát. Nếu mà thiếu những cái đó thì nó khô và bắp thịt nó teo lại. Yeah. Thì đó là tại sao mà khi mà chúng ta tới thời kỳ nghỉ kinh thì bước qua thời kỳ nghỉ kinh, những cái triệu chứng đầu tiên mình thường thấy đó là cái tâm tính mình có thể thay đổi, mình dễ bị phiền muộn hơn, mình dễ bị nhức đầu, mình khó ngủ, mình dễ bị chóng mặt, mình dễ bị ban đêm đổ mồ hôi. Những cái đó là nó liên hệ tới tình trạng mà thiếu hụt oxygen, estrogen. Và nó thiếu hụt thôi hay có khi nào nó hết luôn không bác sĩ? Thực sự thì trên nguyên tắc nó không hết, nhưng mà nó rất là thấp, nó trở lại cái level nó gần như của bên người đàn ông hoặc là cao hơn người đàn ông một chút xíu thôi nha. Tại vì cái estrogen đó nó vẫn còn sản xuất một chút xíu ở trong cái buồng trứng của mình, nhưng mà khi mình tới thời kỳ nghỉ kinh thì nó có thể sản xuất ở trong những cái tế bào mỡ của mình, nó cũng sản xuất ra estrogen. Dạ, nhưng mà nó không có bằng cái lúc mà mình còn cái chu kỳ kinh nguyệt. Dạ vâng. Như vậy bác sĩ nói là thời gian trước thì chúng ta có thể uống những cái hormone để mà bù vào cái số lượng mình mất, nhưng mà bác sĩ cho biết rằng nó không có an toàn. Như vậy thì chúng ta phải làm sao để bù vào cái khoảng trống đó và làm mà ảnh hưởng tới sức khỏe của mình? Cái nguyên tắc là thực sự ra những cái nghiên cứu gần đây người ta cho thấy rằng khi mà người phụ nữ đã vào thời kỳ mãn kinh, tức là trên 55 tuổi, trên 60 tuổi, mà khi mà cho dùng những cái loại mà hormone gọi là hormone uống thuốc hay chích thuốc đó, thì những cái hormone đó nó có thể làm tăng cái khả năng mình bị đột quỵ tim, nó làm tăng cái khả năng mình bị ung thư vú, tăng khả năng mình bị tai biến não. Cho nên những cái đó nó cao quá, cho nên người ta khuyên bây giờ không có nên dùng những cái loại hormone đó nữa. Tuy nhiên trong cái thời gian mình gọi là để cho dễ cho người phụ nữ lúc mà vừa mới nghỉ kinh, tức là vào khoảng cái tuổi 50-52 tuổi đó, thì người ta vẫn có thể dùng những cái hormone với liều lượng thấp để cho, thí dụ như là để cho cái âm đạo nó đỡ khô, đỡ rác này nọ, thì người ta có thể dùng. Những hiện tại thì người ta quay ngược là cho phép dùng những cái lượng hormone như là kem này nọ nó thấp hơn, hoặc là thuốc uống nhưng mà liều lượng thấp thôi. Thì nhưng mà cho dù như vậy, người ta khuyên không có nên dùng quá 2 năm. Yeah. Vì sau 2 năm đó rồi thì nó qua cái thời kỳ mà chúng ta bị những cái triệu chứng phụ như là chóng mặt hay là bị nóng bừng ban đêm, gọi là hot flash này đó, những cái đó nó bớt đi rồi đó, thì chúng ta không cần cái estrogen nữa. Mà bù vào đó thì hồi trước ông bà ta sao thì bây giờ mình có thể làm như vậy, tức là cũng là tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, thì cái đó nó cũng giúp đỡ rất là nhiều. Và, tuy nhiên, yeah, nó có những cái loại, thí dụ bây giờ mình nói chẳng hạn như trong đậu nành, một số trái cây ha, trong đậu nành nó có những cái chất nó tương tự như là hormone estrogen vậy. Yeah. Thì những cái đó nó cũng, đậu nành, đậu hũ này nó cũng có thể giúp đỡ chúng ta một phần nào. Có một thời gian trước đây người ta nói là uống sữa đậu nành hay ăn nhiều đồ ăn có đậu nành, đậu hũ trong đó thì dễ bị ung thư vú. Nhưng mà nghiên cứu mới nhất là nó không có sao hết. Nếu mà chúng ta ăn uống ít thôi thì cũng chẳng sao, nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta đỡ được phần nào trong đó. Tuy nhiên nó có một số thuốc mà chúng dược thảo này nọ, hay là một số thuốc mà người ta bán ở các hiệu thuốc Tây ấy, người ta nói là nó gọi là tương đương như estrogen, nhưng mà được chế từ dược thảo hay là được chế từ những cái loại đậu như thế này. Người ta khuyên là, người ta quảng cáo là những loại thuốc này an toàn, nhưng thực sự ra cơ quan FDA nói là chưa chắc, người ta không có thể công nhận được đó. Điều đó vì người ta nghĩ rằng là có một số trường hợp uống thuốc, những loại thuốc này nó cũng có tăng cái khả năng nguy cơ mình bị ung thư vú. Cảm ơn bác sĩ Hồ Ngọc Minh rất là nhiều trong chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay. Hy vọng sau chương trình này thì chị em bạn gái của chúng ta sẽ bớt âu lo phần nào nếu mà các chị, quý vị đang bước vào trong cái thời gian menopause. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.